Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một số bạn lại nói là hướng dẫn chi tiết, thật chi tiết cái cách mà đấu cái khởi động từ cho cái lốc lạnh lớn. Bình thường thì cái lốc tủ lạnh thì nó dùng cái rẹp mô ta để nó đóng ngắt cái lốc được. Thế nhưng mà khi mà cái lốc quá lớn thì cái này nó không thể đóng ngắt được. Bởi vì công suất nó lớn nó sẽ làm cháy cái này. Thế nên là chúng ta phải dùng qua cái khởi động từ. Cái khởi động từ thì nó có thể chịu được cái dòng rất cao. Thế nhưng mà cái này có thể chỉ khoảng 5A thôi. Đó. Thế nên chúng ta phải đấu qua cái đó. Đấy. Thì hôm nay tôi hướng dẫn cái cách. Đấy. Chúng ta đấu cái lốc lạnh qua cái khởi động từ. Đấy. Điều khiển bởi cái rẹp mota. Tôi vẽ cái sơ đồ thế này. Đây là cái rẹp mota này. Là cái nguồn AC cho cái cấp cho cái rẹp mota. Là cái khởi động từ thì chúng ta quan trọng nhất là chúng ta tìm ra cái cuộn dây này. Cái khởi động từ nào nó cũng phải có cái cuộn dây này. Để chúng ta nối vào để điều khiển nó đóng cho những cái tiếp điểm như này. Thì ở trong cái khởi động từ này thì đây nó có cái cuộn dây nó loằng ngoằng thế này. Đấy là ký hiệu của cuộn dây. Đấy, nó giống thế này. À, đây. Thì chúng ta sẽ cắm hai đầu này vào để điều khiển cái khởi động từ này. Đây nhá. Đây. Đây nha, chúng ta một đầu chúng ta cắm vào nguồn này. Đây. Nguồn. Đó. Và một đầu ta sẽ cắm vào cái rẹp mota như này. Đó, qua cái rẹp mota này. Sau đó là nối vào nguồn. Đó. Đó, nối vào nguồn. Vậy là ta đã xong cái đoạn là nối cái rẹp mota vào cái nguồn để điều khiển cái này. Đấy, còn cái này thì là riêng. Đấy, cái này là riêng. Đầu tiên là cái nguồn AC vào. Đây, tôi lấy cái nguồn AC vào. Đây nhá. Cắm vào đây. Đó. Cắm vào hai bên này. Đó. Thế và cái nguồn của cái nối vào lốc đây, hai dây này. Đó. Đơn giản như vậy. Đó. Vậy là chúng ta đã có rồi, xong rồi. Đó, vậy thì bây giờ tôi sẽ cắm điện cho nó chạy. Đó, tôi để cái thang 6A bật lên. Đây là nguồn của cái rẹp mota nhé. Đây là cái nguồn đầu tiên của rẹp mota. Ta thử đóng thử xem nào. À, nó đóng rồi. À, thì bây giờ tôi cắm nguồn cho cái lốc này. Bắt đầu tôi đóng. Chẳng hạn nó chạy đủ. Này, cái cảm biến của cái mota này nó đủ này. Đủ nhiệt độ. Nó ngắt chẳng hạn. Đây, tôi ngắt. Đó. Nó như thế. Đấy, thì chúng ta đây cái sơ đồ như này. Đấy. Đó, cái sơ đồ như này. Thì các bạn cứ để ý thấy rằng là tìm ra cái nguồn trước này. Đấy, tìm ra cái nguồn trước này. Nguồn của cái cuộn dây. Đấy. Rồi đấu qua cái rẹp mota cho nó điều khiển cái đóng ngắt cái cực này. Đấy. Chẳng hạn như cái 3 pha thì chúng ta là sẽ đấu thêm một cái này. Đây cái này nó có cái 3 cái cọc này. Đấy. Thì nó chỉ có đóng có điện cái thì bắt đầu nó đóng 3 cái cực này lại với nhau. Thế thôi. Đấy, cái khởi động từ nó đơn giản vậy. Đấy. Bây giờ chẳng hạn như là nó nghỉ một lúc rồi nó lại chạy lại chẳng hạn. Đồ nhiệt độ nó lại đóng lại tự động.
cơ bản là các bạn nắm rõ được cái sơ đồ cơ bản, sơ đồ cơ bản của cái khởi động từ. Thì đấy, tôi nhắc lại là chúng ta cái quan trọng ở cái khởi động từ thì cái nào nó cũng vậy thôi, nó có một cái cuộn dây để tạo ra từ và đóng các tiếp điểm lại, thì chúng ta tìm cái cuộn dây đó để điều khiển cái cuộn dây đó. Còn các tiếp điểm kia thì chúng ta sẽ nối vào cái nguồn và lốc. Thì cái quan trọng nhất là chúng ta tìm ra cái cực của cuộn dây, chúng ta sẽ đấu được. Rất đơn giản như vậy. Rồi cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.